Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calamardrop nhận được 3 đồng token Red Madrid Fast Farm Token. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 5.000 nhé. Đã có 937 tài khoản holder. Đã phát sinh 2.203 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calamardrop.net nhé. Link truy cập website để mình để phần dưới mô tả ở video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm cái 2 bước hỗ trợ trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ check quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chú Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình, ví hiệu RLF cho token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Calamardrop.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link cứ gọi đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối ví của các bạn nhé. Rồi, các bạn kéo xuống ở bên dưới này. Chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào 89 này nữa. Bạn nào Calam các bạn nhấp vào này nhé. Nhấp Underdog. Ví ra là 0.007242 USD, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Calamardrop.net để cập nhật những dự án miễn phí và thẻ token mới nhất trên mạng Binance Smart Chain nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn giao dịch khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách để Calam nhận được 3 đồng token Red Madrid Farm Token. Bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.